Bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cây hoa màu vàng như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Về dụng cụ thì ở đây mình có thước kẻ, những cái bút màu nước, kéo, một cây bút chì và keo dán. Keo dán ở đây thì mình sử dụng là keo nén nhé. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị những cái tờ giấy màu như thế này. Ở đây mình có màu vàng và màu xanh lá cây. Bây giờ mình sẽ đi cắt tờ giấy này ra nhé. Đầu tiên mình sẽ đi cắt cánh hoa bằng tờ giấy màu vàng. Ở đây mình sẽ cắt ra 12 cái cánh hoa nhé. Và mỗi cánh hoa mình sẽ để kích thước là 3 x 5 cm. Mình sẽ kẻ ra đây là 12 cái nhé. Sau khi mà kẻ xong mình sẽ dùng kéo để cắt nó ra nhé. Mình sẽ cắt nó ra. Sau khi mà đã cắt xong mình sẽ gập phần giấy này lại nhé. Đó. Cái thứ hai. Mình sẽ gập toàn bộ cái phần giấy này lại nhé. Mình còn đây là cái thứ năm, cái thứ sáu này, cái thứ bảy,
18 này. Ok, 19 này. Cái thứ 10. Hai cái nữa nhỉ. Sau đó rồi mình sẽ cắt những cái phần cánh hoa này ra. Khi cắt thì mình sẽ dùng kéo để vẽ cái phần cánh hoa nó ra đây nhé. Còn 5 cái nữa nha. Mình sẽ cắt nó ra nhé. Thứ hai này. Cái thứ ba này. Cái thứ tư.